Ôi, xin chào anh em, hôm nay Hùng xe cỏ đang đi trên đường thì bắt gặp một chiếc xe có cái đầu xe nó lại lấp ló. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ là Xpander, nhưng mà tại sao lại là bịt hết các cái logo rồi che chắn dán tùm lum lên, nên mình mới nghĩ là chắc không phải rồi. Nhận ra ngay đại lộ Thăng Long đấy, chứ các bạn đã thấy này. Đấy, Mitsubishi Triton. Và nếu như các bạn đã xem Hùng lái thử mẫu xe này bên Thái Lan thì chắc chắn là cũng đã có ít nhiều thông tin về mẫu xe này, nhưng ngay bây giờ thì nó đang lăn bánh trên đường phố Việt Nam rồi, và ngay tại Hà Nội với biển T294070, vâng, biển số tạm. Và mình đoán rằng cái mẫu xe này được nhập về để phục vụ công tác là đào tạo, và nghe phong phanh rằng khoảng đầu năm 2019 thì đó là cũng sẽ dập dòm ra mắt tại Việt Nam. Rồi, như các bạn đang thấy thì phần đuôi các bạn sẽ thấy nhiều hơn, đuôi thì trông nó trường hơn, dài hơn, nhưng thực sự vẫn chưa được yêu cho lắm. Vâng, vẫn chưa được yêu cho lắm. Đấy, hộc bánh xe này, hộc bánh xe cỡ lớn luôn, hộc bánh xe to, trông khỏe hơn nhiều, la răng cũng đẹp hơn. Đấy, các bạn có thể thấy cái bánh đang quay hơi chậm một chút, đẹp hơn đấy. Bật lên xuống, đèn sau LED. Đó, đấy, lại vút đi rồi. Chờ một chút, đuổi lên, đuổi. Phần đường hơi đông. Rồi, bây giờ thì đã vào đại lộ Thăng Long. Xem ra anh tài xế này đang chạy khá nhanh, và mình cũng không quá vất vả để đuổi theo, bởi vì mình đang chạy Navara. Đấy, quay ngang đi cameraman. Quay ngang, lên đầu nào, lên đầu. Đẹp hơn nhiều nhá. Vâng, phần đầu xe của Triton đẹp hơn nhiều, đúng không ạ? Lưới tản nhiệt đặc trưng. Đấy, phong cách của Xpander và Piaggio Sport rất nhiều. Đó, các bạn có thể thấy phần ngang xe, với hai cái đường gân chạy rất là đẹp, khỏe hơn nhiều. Nhìn chung là so với cả Triton đời trước thì khỏe hơn nhiều. Còn so với cả Ranger Wildtrak 3.2 thì như thế nào thì các bạn nhanh tay comment ngay bên dưới, ý kiến như nào comment nhanh để mình lại còn đuổi theo xe tiếp. Và thưa các bạn, có thể thấy là phần đầu xe đấy, các bạn thấy đèn LED này, pha LED, cốt LED này, LED chạy ban ngày rất đẹp. Rồi, bây giờ đường thì vắng đấy, anh em ngắm đầu thoải mái luôn. Đầu xe mạnh mẽ hơn, những cải tiến mới đã mang lại cái dáng ngoài hấp dẫn hơn rất nhiều so với cả phiên bản cũ. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng điểm lại những cái chi tiết mới trên cái Triton này nhá. Như các bạn đã biết thì mình đã trải nghiệm cái Mitsubishi Triton mới này bên Thái, và như mình đã có giới thiệu rồi thì phần đầu xe ngoài cái việc rất là đẹp ra, nó còn trang bị thêm cái camera 360. Nhưng mà trên cái bản này các bạn hãy xem hộ cái xem có camera 360 không. Bởi vì chạy khá nhanh, đuổi theo anh Tài này chạy khá nhanh khi thấy mình giơ máy quay lên, cho nên là hơi khó nhìn, thì các bạn comment bên dưới hộ cái. Và thực sự nếu như các bạn vào cabin xe của Triton mới thì các bạn sẽ thấy nhiều cái đường nét khá giống cái Piaggio Sport, từ cái táp lô, vô lăng. Và vô lăng rất thích luôn, hai cái lẫy chuyển số sau này đẹp tuyệt vời luôn. Màn hình trung tâm, hệ thống điều khiển âm thanh, điều hòa vân vân hiện đại hơn khá nhiều. Và đặc biệt là cái phần sợi nhựa sơn màu trắng đấy, đó, kéo dài từ trên xuống cái phần audio đấy, trông đẹp hơn nhiều. Và thực sự đối với Triton thì mình luôn đánh giá cao các cái hệ thống hỗ trợ khi mà vận hành, ví dụ như là cái hệ thống gài cầu Super Select 4WD và cái hệ thống hỗ trợ xuống dốc Hill Descent Control. Thực sự mà nói, đối với các dòng xe của Mitsubishi thì phải nói thực sự là khi vào đường xấu thì nó mới chất, mới thấy nó chất như thế nào. Và hệ thống Super Select và Easy Select 4WD có chế độ off-road này, gravel, xoải đá này, mud, snow, đường bùn, đường tuyết, sand là đường cát, và rock là leo đá. Tất nhiên leo đá chỉ sử dụng khi mà đối với 4LLC thôi. Về động cơ thì Triton vẫn sử dụng lại động cơ trang bị trên thế hệ trước, động cơ diesel 2.4 MiVec, đạt công suất là 178 mã lực và moment xoắn cực đại là 430 Nm. Và động cơ này lại có cái chức năng ngắt tạm thời khi dừng đèn đỏ nha các bạn. Và trang bị hộp số trên Triton mà mình đã lái thử bên Thái thì có hai loại hộp số tự động 6 cấp,
thay cho thế hệ cũ là 5 cấp và hộp số sàn 6 cấp. Và trong cái buổi mà mình đã trao đổi với cả giám đốc kỹ thuật cái dòng xe Triton mới này thì mình có hỏi rằng là tại sao lại chỉ sử dụng hộp số 6 cấp mà thôi. Vâng, thì anh ấy có trả lời rất là ngắn gọn. Thứ nhất là cái hộp số 6 cấp nó sẽ có một cái trọng lượng nó nhẹ hơn cái hộp số 7 cấp và nó giúp giảm cái trọng lượng của xe đi. Mặt khác thì đối với cái dòng xe Triton mục đích sử dụng là đi cho các cái đường địa hình, đường xấu vân vân thì 6 cấp là vừa đủ, bởi vì là nó sẽ chạy và phản ứng rất là tốt. Khi mà mình ngớt chân ga đi và đạp lại thì cái tốc độ tăng, cái khả năng tăng tốc của nó khá là tốt. Vâng, và bây giờ thì các bạn hãy tranh thủ ngắm Mitsubishi Triton đang lăn bánh ngay bây giờ trên đường đại lộ Thăng Long. Và thông tin cuối cùng mình xin gửi đến đấy là Mitsubishi Triton nằm trong phân khúc cạnh tranh với rất nhiều đối thủ sừng sỏ như là Ford Ranger, Colorado, Hilux, Navara, Isuzu D-Max và Mazda BT50, vân vân. Và tất cả các mẫu xe này đều đang được bán tại Việt Nam. Và theo dự kiến thì Triton mới sẽ có mặt đâu đó vào đầu hoặc giữa năm 2019. Và chắc chắn một điều rằng phân khúc xe bán tải sẽ còn nhiều sôi động hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye.